Đức Minh kính chào quý vị đang theo dõi bản tin tổng hợp Chủ nhật ngày 8 tháng 5. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày và theo dõi những phần nhân sinh cảm ngộ. Kính chúc quý vị một ngày cuối tuần bình an, mạnh khỏe. Bản tin hôm nay có những nội dung gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên là phần điểm tin chính. Facebook cập nhật tính năng bình luận bằng nhạc tại Việt Nam. Miền Bắc đón không khí lạnh vào giữa tháng, miền Nam mưa dông. Người hút thuốc nơi công cộng sẽ bị tố cáo qua ứng dụng di động. Đi trộm sạch tiền, người đàn ông đi bộ 1.300 km từ thành phố Hồ Chí Minh về quê Quảng Bình. Gần 400 xe tay ga độ chờ đi bão sau trận U23 Việt Nam, U23 Indonesia. Phở thủ nhí trốn nhà, đạp xe gần 200 km đi thăm bạn gái. Nổ lớn trong căn trọ, người đàn ông văng ra ngoài trọng thương. Bạc Liêu thua kiện một người dân, huyện cầu cứu tỉnh. Vụ trung tâm giống thủy sản 155 tỷ ở Cần Thơ, 9 năm chưa bán ra con giống. Việt Nam đồng ý thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Facebook đã thêm tính năng bình luận bằng bài hát khiến toàn bộ cõi mạng xôn xao. Có rất nhiều người đã thử và thành công. Hiện tại, một số người dùng ở Việt Nam cũng đã được hỗ trợ tính năng mới này. Theo đó, đoạn nhạc có độ dài mặc định 30 giây và sử dụng kho dữ liệu có sẵn trên Facebook. Chủ tài khoản sau khi bấm vào biểu tượng nốt nhạc có thể tìm kiếm nội dung phân loại theo tên bản nhạc hoặc nghệ sĩ thể hiện. Tuy nhiên, hiện tại tính năng bình luận bằng bài hát của Facebook mới chỉ có trên iOS và Android, còn ở những giao diện khác vẫn chưa được cập nhật. Đó cũng là lý do vì sao có nhiều comment dân mạng không đọc được bình luận khi người khác sử dụng chức năng này. Theo thông lệ, các tính năng mới trên Facebook sẽ được phát hành cho một nhóm người dùng nhỏ trước để thử nghiệm và dần cập nhật tới tất cả tài khoản theo từng khu vực sau đó. Để sử dụng tính năng này, người dùng cần phải cập nhật ứng dụng Facebook lên phiên bản mới nhất. Sau đó, trong bài viết muốn bình luận, nhấn vào biểu tượng âm nhạc và rồi bắt đầu tìm kiếm bài hát muốn chọn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12 sang ngày 13 tháng 5, khả năng sẽ có một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc dịch chuyển dần xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ nên thời tiết sẽ chuyển mưa. Mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng, thậm chí cục bộ có mưa to. Vì vậy, trong ngày 13 tháng 5, cùng với mưa, nền nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm đi rõ rệt, trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh. Người dân ở Bắc Bộ cần đặc biệt lưu ý là vào giai đoạn này có nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực Trung Bộ, trong tuần tới thời tiết tương đối ổn định, trời ít mưa, ngày nắng ráo. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ cần lưu ý vào chiều và tối các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Bên cạnh đó, vào thời kỳ từ ngày 11 đến 13 tháng 5, một số nơi ở Trung Bộ có khả năng nắng nóng nhưng không quá gay gắt, phổ biến 35 đến 36 độ C. Ngoài ra, từ khoảng chiều tối và đêm ngày 13 tháng 5 có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và không loại trừ khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ. Khu vực Nam Bộ vào khoảng thời gian chiều tối và tối của những ngày tới sẽ có mưa dông, ban ngày nhiều nơi có nắng. Truyền thông trong nước đưa tin Bộ Y tế sẽ thí điểm ứng dụng VN không khói thuốc tại hai quận của Hà Nội là Tây Hồ và Hoàn Kiếm. Đây là ứng dụng hỗ trợ người dân phản ánh các vi phạm về hút thuốc lá nơi công cộng bằng cách quay video, chụp ảnh các hành vi vi phạm hút thuốc nơi công cộng gửi về cơ quan chức năng. Hiện nay tỷ lệ sử dụng thuốc lá ở nam giới nước ta vẫn còn cao. Năm 2020, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới là 42,3%, nữ giới là 1,7%. Tỷ lệ tiếp xúc với khói thuốc lá vẫn cao ở một số địa điểm như nhà hàng, khách sạn, quán bar, cà phê. Thuốc lá được sử dụng và bày bán tràn lan. Đáng chú ý, Hà Nội, Khánh Hòa và Thành phố Hồ Chí Minh là ba tỉnh thành phố có tỷ lệ người trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất, lần lượt là gần 8%, 6% và hơn 5%. Với mong muốn góp phần thực hiện hiệu quả hơn nữa các quy định về môi trường không khói thuốc, ứng dụng được xây dựng nhằm tận dụng sức mạnh cộng đồng để phát hiện các trường hợp vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc. Theo báo Tiền Phong dẫn thông tin từ Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này vừa hỗ trợ người đàn ông quê Quảng Bình đi bộ từ Thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Trước đó vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ phát hiện trên đường có một người đàn ông đang đi bộ, vai đeo ba lô, sức khỏe yếu ớt nên đến hỏi thăm. Qua thăm hỏi, người này cho biết mình tên là Chu Đức Thắng, 37 tuổi, quê xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Theo lời kể của anh Thắng, trước đây anh làm công nhân cho một cơ sở dệt bao bì ở quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây khoảng nửa tháng, anh bị trộm lấy sạch tài sản cùng giấy tờ tùy thân trong người, không có tiền, không người thân, anh quyết định đi bộ về quê. Tại đây, anh Thắng may mắn được Công an phường Phổ Vinh đưa về trụ sở Công an phường Phổ Vinh lo cơm nước, tắm giặt và góp tiền hỗ trợ thuê xe cho anh về quê Quảng Bình. Đến khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 5, anh Thắng đã về đến quê an toàn. Công an thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan này vừa lập hồ sơ di chuyển gần 400 xe máy tay ga độ về trụ sở để xác minh khi các thanh niên đang tụ tập họp mặt, chuẩn bị đi bão sau trận U23 Việt Nam gặp U23 Indonesia. Qua công tác xác minh lý lịch, các thanh thiếu niên điều khiển xe tay ga độ chủ yếu tuổi từ 14 đến 18. Đa phần những thanh thiếu niên này là con của các gia đình có điều kiện khá giả.
Các em được gia đình mua những chiếc xe tay ga xịn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng, rồi đổi lại các bộ phận để xe đẹp, tiếng nổ bốc, chạy nhanh hơn để so kè với bạn bè trong hội. Làm việc với công an, các thanh thiếu niên cho biết, theo kế hoạch vào chiều ngày 6 tháng 5, hội sẽ họp mặt để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm chơi xe tay ga độ và xem đội tuyển bóng đá nam Việt Nam thi đấu vào tối cùng ngày tại một quán nằm trong hẻm 188 đường Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Và dự kiến sau khi kết thúc trận đấu, các thanh thiếu niên sẽ điều khiển xe tay ga độ đi bão trên các tuyến đường. Ngày 7 tháng 5, Công an xã Trường Long, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết đã giúp cậu bé bị lạc đường về nhà ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh về với gia đình. Trước đó, vào tối ngày 5 tháng 5, lúc tuần tra an ninh trật tự, Công an xã Trường Long đã phát hiện em T, 13 tuổi, mặc áo học sinh đi xe đạp, đeo ba lô có biểu hiện mệt mỏi nên dừng xe kiểm tra. Tiến hành xác minh, tổ công tác xác định cậu bé T trốn gia đình từ ngày 3 tháng 5, chạy xe đạp từ thành phố Hồ Chí Minh xuống tận huyện Phong Điền, Cần Thơ, với đoạn đường khoảng 200 km để xuống nhà bạn gái tên V, 12 tuổi, ngụ tại xã Trường Long. Được biết khi đi, T không sử dụng điện thoại di động và chỉ có 500.000 đồng trong người. Trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, T ghé các cửa hàng điện máy xanh và cửa hàng Thế Giới di động sử dụng điện thoại trưng bày đăng nhập Zalo, rồi nhờ bạn gái gửi định vị và theo đó về tới xã Trường Long, huyện Phong Điền. Đến chiều ngày 6 tháng 5, Công an xã Trường Long đã liên lạc với mẹ T và bàn giao cậu bé cho gia đình. Theo báo VN Express đưa tin, vào chiều ngày 7 tháng 5, tỉnh Bình Thuận đang khám nghiệm hiện trường vụ nổ lớn trong một căn trọ tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long khiến một người đàn ông bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ cùng ngày, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra tại phòng trọ số 9 của một khu trọ ở khu phố Phú An, thị trấn Phú Long. Sau tiếng nổ, khói bay mịt mù kèm mùi nghi là hóa chất. Người dân chạy đến phát hiện anh Nguyễn Kim Khánh, 33 tuổi, nằm bất tỉnh trước cửa phòng. Vào sâu bên trong phòng có hai cháu nhỏ là con và cháu của anh Khánh đang khó thở trên gác. Cả ba được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Trong đó hai cháu không thương tích, chỉ hoảng hốt bất tỉnh nên đã đưa về nhà. Riêng anh Khánh đang bị thương nặng, mất máu nhiều, tiền lượng xấu. Ban đầu mọi người tưởng nổ bình ga, nhưng vào sâu bên trong thì không có dấu hiệu này. Hiện trường còn có mùi hóa chất giống như chất gây nổ. Được biết anh Khánh từng làm nghề lái xe đường dài, hiện anh đang xin nghỉ và chờ công việc mới. Lúc xảy ra vụ việc vợ anh không có ở nhà. Hiện công an huyện Hàm Thuận Bắc điều tra nguyên nhân vụ việc. Trao đổi với báo Dân Chí, ông Trần Thanh Bình sinh năm 1976, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết, mới đây ông đã thắng kiện Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, gần 4 tháng trôi qua kể từ khi tòa phúc thẩm tuyên án nhưng huyện này vẫn chưa thi hành bản án dù bản án đã có hiệu lực về pháp luật. Về phía Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long, huyện này cho rằng gặp khó khi thi hành án nên cầu cứu Ủy ban Nhân dân tỉnh giúp huyện thực hiện theo bản án. Được biết, ông Trần Thanh Bình có phần đất ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông Bình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Trung tâm Hành chính công huyện Phước Long. Ngày 12 tháng 4 năm 2019, huyện Phước Long có quyết định số 29 về việc cho phép ông Bình chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở. Tuy nhiên, khoảng 5 tháng sau, huyện Phước Long có quyết định thu hồi quyết định số 29. Lý do huyện này đưa ra là ông Bình đã rút hồ sơ và không tiếp tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất. Ông Bình khẳng định ông không rút hồ sơ như lý do mà huyện Phước Long nêu nên ông Bình gửi đơn khiếu nại. Một lãnh đạo văn phòng tỉnh Bạc Liêu xác nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhận được báo cáo của huyện Phước Long và đang giao cho cơ quan chuyên môn xử lý. Báo Dân Việt vừa đăng tải bài viết phản ánh về dự án trung tâm giống thủy sản cấp 1 ở thành phố Cần Thơ có tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng, kỳ vọng cung cấp khoảng 2 tỷ con giống thủy sản cho vùng đồng bằng sông Cửu Long mỗi năm. Nhưng sau khoảng 9 năm triển khai xây dựng, dự án quy mô khủng này vẫn chưa thể cung cấp được con cá giống, tôm giống nào ra thị trường. Đến nơi, phóng viên vô cùng bất ngờ vì hai cửa đi vào trung tâm đều đóng. Ở bên trong trung tâm giống thủy sản, cây cỏ mọc tùm, nhiều ao ươm, ao nuôi tôm cá bố mẹ không được sử dụng hoặc sử dụng không hết công suất. Đặc biệt, nhiều căn nhà phục vụ cho công tác ươm giống, sinh hoạt và hội họp đều khóa trái cửa, không được sử dụng trong thời gian dài. Được biết, trung tâm giống thủy sản cấp 1 ở Cần Thơ được khởi công xây dựng từ giữa năm 2013 trên phần đất gần 22 ha với tổng mức đầu tư 155 tỷ đồng. Dự kiến đến đầu năm 2015 sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, đến năm 2021, dự án trung tâm giống thủy sản cấp 1 mới hoàn thành. Đến năm 2022, trung tâm giống thủy sản cấp 1 ở Cần Thơ mới bắt đầu hoạt động. Hiện chỉ có tổng cộng 6 người là cán bộ kỹ thuật phụ trách làm việc nơi đây và không có bảo vệ. Theo truyền thông trong nước, chính phủ Việt Nam đã đồng ý thí điểm đưa lao động sang Hàn Quốc làm thời vụ theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước trong thời hạn 5 năm. Sau khi chính phủ cho phép, trong tháng 5, phía Hàn Quốc bắt đầu tiếp nhận lại lao động Việt Nam làm việc tại các trang trại nông nghiệp. Đây được xem là cơ hội để người lao động Việt Nam tiếp cận các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và hiện đại tại Hàn Quốc. Tuy vậy, hiện chương trình mới chỉ triển khai tại 8 địa phương gồm Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Thái Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Nam và Cà Mau. Trước đó vào cuối tháng 2, Cục Quản lý Lao động nước ngoài cũng đã đưa ra cảnh báo lừa đảo đưa người lao động sang Hàn Quốc làm thời vụ. Cục Quản lý Lao động ngoài nước khẳng định chỉ có người lao động tại 8 địa phương trên đã ký kết thỏa thuận với các địa phương của Hàn Quốc mới được đi theo chương trình. Mọi tổ chức hay cá nhân khác đều không được thực hiện tuyển chọn và phải cử lao động theo thời vụ. Tiếp theo đây là phần tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính.
EU thông qua nghị quyết lên án chính quyền Trung Quốc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. 23% công ty châu Âu cân nhắc rút đầu tư khỏi Trung Quốc. Trung Quốc lập hàng ngàn trạm xét nghiệm chuẩn bị hậu phong tỏa. Chiến đấu cơ Đài Loan xuất kích chặn 18 máy bay Trung Quốc. Hội đồng Bảo an đưa ra tuyên bố đầu tiên về tranh chấp Ukraine, không gọi đó là chiến tranh. Quan chức Nga, Nga sẽ mãi mãi ở lại Nam Ukraine. Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Tương lai mới cho dòng chảy phương Bắc 2 sau khi Đức ngừng phê duyệt. Biến thể Omicron nghiêm trọng không kém các chủng SARS-CoV-2 trước đó. Người dân EU có thể kiện vì không khí bẩn gây hại cho sức khỏe. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết bày tỏ những lo ngại nghiêm trọng về nạn thu hoạch tạm cưỡng bức đang tiếp diễn của chính quyền Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên của EU lên án công khai sự lạm dụng này. Cụ thể, bản tuyên bố nêu rõ, Nghị viện bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng đối với các báo cáo về hoạt động thu hoạch nội tạng dai dẳng, có hệ thống, vô nhân đạo và do nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân ở Trung Quốc, và cụ thể hơn là từ các học viên Pháp Luân Công. Các thành viên của Nghị viện cho rằng hành vi thu hoạch nội tạng từ các tử tù và các tù nhân lương tâm còn sống ở Trung Quốc có thể tạo thành tội ác phản nhân loại. Được biết, kể từ khi các báo cáo về nạn thu hoạch tạm cưỡng bức lần đầu tiên nổi lên vào giữa những năm 2000, chính quyền Trung Quốc không những nhiều lần chối bỏ các cáo buộc mà còn từ chối cho người bên ngoài tiếp cận các cơ sở y tế và trại giam để xác thực các tuyên bố của mình. Bản nghị quyết của Liên minh châu Âu cũng lưu ý rằng Bắc Kinh đã từ chối ra làm chứng trước tòa án luận tội Trung Quốc. Theo đó, đây là tuyên bố công khai đầu tiên của Liên minh châu Âu về vấn đề này kể từ năm 2013. Tờ Caixin Đại lục đưa tin, Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc và Roland Berger, một công ty tư vấn quản lý quốc tế, đã cùng phát hành một báo cáo khảo sát về các công ty châu Âu tại Trung Quốc. Báo cáo có tiêu đề Chính sách phòng chống và kiểm soát dịch bệnh của Trung Quốc và xung đột Nga-Ukraine có tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp châu Âu ở Trung Quốc. Vào cuối tháng 4, 372 công ty đã trả lời một bảng câu hỏi khảo sát. Báo cáo cho biết, gần 60% công ty dự đoán doanh thu năm nay sẽ giảm sút, 75% doanh nghiệp nói rằng họ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng chống dịch của chính quyền Bắc Kinh. Các hoạt động sản xuất và vận hành cơ bản nhất đều gặp khó khăn. Còn tới 92% công ty thành viên được hỏi cho hay, chuỗi cung ứng thượng nguồn và hạ nguồn bị ảnh hưởng, trong đó 85% doanh nghiệp không cách nào nhập được nguyên liệu thô và các linh kiện cần thiết cho sản xuất. Theo đó, gần 80% doanh nghiệp cho rằng do chính sách Covid, thị trường Trung Quốc đang giảm sức hút với các nhà đầu tư quốc tế. 23% công ty tham gia khảo sát cho biết họ đã bắt đầu xem xét chuyển các khoản đầu tư hiện có hoặc đã nằm trong kế hoạch sang các nước khác. Hãng Reuters đưa tin, Trung Quốc đang lập hàng ngàn trạm xét nghiệm PCR thường trực để chuẩn bị bình thường hóa các biện pháp chống dịch COVID-19 gắt gao, ngay cả sau khi bỏ phong tỏa. Cụ thể, lãnh đạo thành phố Thượng Hải, trung tâm tài chính và thương mại lớn của Trung Quốc cho biết đã có 9.000 điểm xét nghiệm được thiết lập và có 5.000 điểm đã đi vào hoạt động. Các điểm xét nghiệm được đặt tại khu dân cư, công viên, tòa nhà văn phòng, lối vào ga tàu hỏa hoặc trạm tàu ngầm. Mỗi người sẽ mất 15 phút làm xét nghiệm. Với các điểm này, việc xét nghiệm sẽ trở thành một phần trong cuộc sống thường nhật của hàng triệu người dân Thượng Hải. Quy trình mới sẽ cho phép chính quyền triển khai các biện pháp như bắt buộc người dân xét nghiệm khi đến các địa điểm công cộng. Trước đó, người dân ở Thượng Hải cũng như các thành phố như Bắc Kinh đã phải thường xuyên xét nghiệm và trình mã y tế trên các ứng dụng di động để đi lại ở những khu vực có nguy cơ cao. Nhiều thành phố khác của nước này cũng sẽ thực hiện các biện pháp tương tự Thượng Hải để kiểm soát dịch bệnh. Hãng tin Reuters dẫn lời cơ quan phòng vệ của Đài Loan cho biết, mới đây 18 máy bay của Trung Quốc đã đi vào vùng nhận diện phòng không ADIZ của lãnh thổ nước này. Cụ thể, các máy bay ném bom của một máy bay chống tàu ngầm Y-8 bay từ phía nam Đài Loan qua eo biển Basi nằm giữa hòn đảo và Philippines. Một máy bay khác bay từ phía quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Sau đó, Đài Loan đã cử máy bay chiến đấu cảnh báo các máy bay Trung Quốc và triển khai các tên lửa phòng không để quan sát các hoạt động. Tuy nhiên, máy bay Trung Quốc không đi vào không phận của Đài Loan mà chỉ di chuyển trong ADIZ và không có sự cố nào xảy ra. Trong khi đó, vào đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết tàu sân bay Liêu Ninh và 7 tàu hải quân hộ tống của Trung Quốc đã đi qua các quần đảo thuộc chuỗi đảo Okinawa ở phía nam Nhật Bản vào ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, phía Nhật Bản xác nhận nhóm tàu của Trung Quốc chưa xâm nhập lãnh hải của Nhật Bản. Theo hãng AP đưa tin, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mới đây đã thông qua tuyên bố đầu tiên về Ukraine kể từ khi Nga tiến hành xâm lược vào ngày 24 tháng 2, trong đó bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với những nỗ lực của Tổng thư ký Antonio Guterres nhằm tìm ra một giải pháp hòa bình cho tranh chấp hiện đã kéo dài 10 tuần. Theo thông tin ban đầu, tuyên bố trên được thông qua tại cuộc họp của hội đồng rất ngắn gọn và không đề cập đến các từ như chiến tranh, xung đột hoặc xâm lược như nhiều thành viên hội đồng đã gọi hành động quân sự đang diễn ra của Nga. Điều này được cho là do Nga, nước nắm quyền phủ quyết trong hội đồng, đã ngăn chặn tất cả các nỗ lực trước đó nhằm thông qua một tuyên bố đòi hỏi sự nhất trí hoặc một nghị quyết về Ukraine. Thay vào đó, tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc duy trì hòa bình và an ninh của Ukraine và nhắc lại rằng tất cả các quốc gia thành viên đã thực hiện theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghĩa vụ giải quyết các tranh chấp quốc tế của họ bằng các biện pháp hòa bình. Được biết, trong các chuyến thăm gần đây tới Moscow và Kiev, Tổng thư ký Hội đồng Bảo an, ông Guterres đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc sơ tán dân thường.
trước hết và quan trọng nhất là khỏi thành phố cảng phía đông nam Mariupol và nhà máy thép Azovstal, nơi các lực lượng Ukraine đang cầm cự cùng với hàng trăm thường dân trong các bong ke dưới lòng đất. Tuy nhiên, theo Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng được giao nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế này đã bị chỉ trích mạnh mẽ kể từ cuộc xâm lược của Nga vì sự tê liệt và bất động của họ. Hãng AFP đưa tin, mới đây trong khi thăm thành phố Kherson của Ukraine đang do Moscow kiểm soát, thư ký Hội đồng Trung đảng nước Nga Thống nhất Andrei Tuchak tuyên bố Nga sẽ mãi mãi ở lại miền nam Ukraine. Vị này nói Nga sẽ ở đây mãi mãi, không có nghi ngờ gì về điều này cả. Mọi chuyện sẽ không trở lại như quá khứ, ông Tuchak nói thêm. Chúng ta sẽ chung sống ở đây, phát triển khu vực giàu có này, sự giàu có cả về di sản lịch sử lẫn con người sống ở đây. Trong chuyến thăm, ông Tuchak cũng thông báo mở trung tâm hỗ trợ nhân đạo tại Kherson để phục vụ việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Theo AFP, đây là lần đầu tiên một quan chức cấp cao của Nga thể hiện ý định duy trì sự hiện diện trên lãnh thổ Ukraine. Được biết, nằm ở miền nam Ukraine, Kherson là thành phố lớn đầu tiên thất thủ sau khi quân đội Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào ngày 24 tháng 2. Trước đó, ngày 5 tháng 5, hãng tin TASS đưa tin, ông Tuchak cùng phó tránh văn phòng thứ nhất Điện Kremlin Sergei Kryenko cũng đã đến Mariupol, thành phố cảng cũng ở miền nam Ukraine. Tại diễn biến liên quan, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby vừa bác bỏ cáo buộc cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine để giúp Kiev đánh chìm xoáy hạ Moscow của Nga ở ngoài khơi Odessa cuối tháng 4 vừa qua. Tuyên bố của ông Kirby được đưa ra sau khi hãng tin NBC cho rằng Mỹ đã giúp Ukraine nhắm mục tiêu vào tàu tuần dương tên lửa của Nga. Truyền thông quốc tế đưa tin, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS thông báo Triều Tiên hôm qua đã phóng một vật thể chưa xác định, nghi là tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm SLBM, được khai hỏa từ thành phố cảng miền đông Sinpo. Cho biết về tầm bắn và thời gian bay của quả đạn chưa được công bố. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết quả đạn rơi xuống biển ở khu vực ngoài vùng đặc quyền kinh tế nước này. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin trên. Nếu được xác định, đây sẽ là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa trong vòng một tuần sau vụ thử vũ khí hôm 4 tháng 5, cũng là cuộc thử nghiệm khí tài cỡ lớn thứ 15 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Loạt vụ phóng diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức ngày 10 tháng 5. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tuần trước tuyên bố sẽ tăng tốc phát triển kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh đàm phán với Mỹ đình trệ. Về phía Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an nhóm họp và bỏ phiếu để siết trừng phạt đối với Triều Tiên do các vụ thử nghiệm khí tài quân sự gần đây. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc ra dấu hiệu phản đối điều này. Theo hãng tin Bloomberg, trong tuyên bố mới đây, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nga Gazprom vừa thông báo sẽ sử dụng một phần của tuyến đường ống dòng chảy phương Bắc 2 để phục vụ thị trường khí đốt trong nước sau khi bị Đức ngừng phê duyệt. Việc Gazprom tận dụng dòng chảy phương Bắc 2 để phục vụ khách hàng trong nước có nghĩa là sẽ chỉ có một nhánh trong hệ thống đường ống kép có thể sử dụng ngay lập tức để cung cấp cho Liên minh châu Âu EU nếu khối này thay đổi quyết định và phê duyệt dự án. Theo thông báo của Gazprom, nếu Đức quyết định đưa đoạn ngoài khơi của tuyến đường ống dẫn khí đốt này vào hoạt động, sẽ chỉ có thể kết nối một đường ống và nhánh đường ống thứ hai sẽ không hoạt động cho đến năm 2028. Kế hoạch của Gazprom được đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang tìm cách thoát khỏi sự phụ thuộc khí đốt của Nga, nước cung cấp 40% nhu cầu khí đốt cho châu lục này trong năm ngoái. Việc nhanh chóng giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ Nga càng trở nên cấp bách hơn đối với EU sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp theo cơ chế thanh toán mới của Moscow. Được biết, dự án 11 tỷ đô này đã sẵn sàng đi vào hoạt động từ tháng 12 năm 2021. Hiện, quyết định phê duyệt của Cơ quan Quản lý Năng lượng Đức và các quan chức EU là rào cản cuối cùng để dự án chính thức được vận hành. Theo tờ Bangkok Post, một nghiên cứu lớn ở Mỹ mới đây phát hiện ra rằng biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 về bản chất cũng nghiêm trọng như các biến chủng trước đó, không giống như các giả định được đưa ra trước đây rằng Omicron dễ lây truyền hơn nhưng ít nghiêm trọng hơn. Theo thông tin ban đầu, 4 nhà khoa học đã thực hiện nghiên cứu này dựa trên hồ sơ bệnh án của 130.000 bệnh nhân COVID-19 và đưa ra kết luận rằng nguy cơ nhập viện và tử vong là gần như giống nhau giữa Omicron và các biến thể khác. Được biết, nghiên cứu này đang được đánh giá ngang hàng tại Nature Portfolio và được đăng trên ấn phẩm Research Square. Đáng chú ý, khi thực hiện nghiên cứu, nhóm tác giả đã điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu bao gồm nhân khẩu học, tình trạng tiêm chủng và bệnh cùng mắc Charson, chỉ số dùng để đánh giá các bệnh cùng mắc và lợi ích nguy cơ của can thiệp y khoa. Trước đó, các nhà khoa học từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Đại học Minerva và trường y Harvard, Mỹ cho biết, các giả thuyết cho rằng biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn đã được tiến hành chứng minh ở nhiều nơi khác nhau bao gồm Nam Phi, Scotland, Anh và Canada. Tuy vậy, các nghiên cứu này có thể còn tồn tại một số hạn chế, bao gồm việc đánh giá thấp số lượng tổng số ca lây nhiễm trong suốt đại dịch, do chưa tính đến những bệnh nhân thực hiện xét nghiệm nhanh tại nhà. Theo trang Euronews đưa tin, công dân Liên minh châu Âu có thể yêu cầu chính phủ bồi thường nếu sức khỏe của họ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí quá mức. Cụ thể, bà Julian Corcot, tổng biên hộ của Tòa án Công lý châu Âu cho biết, các chính phủ EU có thể phải chịu trách nhiệm nếu họ không đáp ứng những cam kết về chất lượng không khí. Ý kiến này được đưa ra sau khi một công dân Paris yêu cầu chính phủ Pháp bồi thường 21 triệu euro vì cho rằng thực trạng ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng ở thủ đô của Pháp đã làm tổn hại sức khỏe của người này.
Được biết, nguyên đơn đã lập luận rằng chính phủ Pháp phải chịu trách nhiệm pháp lý vì đã không đảm bảo rằng các giới hạn của EU được tôn trọng. Bà Cocotte đồng ý rằng Pháp có thể bị kiện mặc dù rất khó chứng minh mối liên hệ nhân quả trực tiếp giữa việc vi phạm nghiêm trọng các quy tắc về chất lượng không khí và thiệt hại cụ thể đối với sức khỏe. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng các quốc gia thành viên EU có thể tự loại bỏ trách nhiệm bằng cách chứng minh rằng tình trạng ô nhiễm không khí sẽ vẫn xảy ra ngay cả khi họ đã áp dụng các biện pháp đảm bảo chất lượng không khí đầy đủ, đúng thời hạn. Được biết, ý kiến của Tổng biên hộ không có giá trị ràng buộc nhưng thường được Tòa án Công lý Châu Âu có trụ sở tại Luxembourg tuân theo. Trước đó, vào năm 2021, Tòa án Hành chính hàng đầu của Pháp đã phạt chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron số tiền kỷ lục 10 triệu euro vì không giảm ô nhiễm không khí xuống mức có thể chấp nhận được. Trên đây là những thông tin trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay của Hành trình tương lai. Tiếp theo, xin mời quý vị cùng đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Mùi hôi trong nhà vệ sinh, mùi nấu ăn, mùi hôi vật nuôi, mùi xe, mùi thuốc lá. Bạn có biết, các hóa chất khử mùi và tạo mùi thơm chỉ tạo cảm giác giả cho não bộ của chúng ta. Các hóa chất đó không những không thể loại bỏ mùi hôi, mà còn là những chất gây ô nhiễm vô cùng độc hại, có thể tạo ra các căn bệnh cấp tính và mãn tính nếu tiếp xúc dài hạn. Đừng lo, Theracom có thể loại bỏ tất cả mùi hôi và các chất ô nhiễm độc hại trong ngôi nhà của bạn. Theracom, bộ lọc không khí khử mùi, khử khuẩn, không dùng điện đến từ Nhật Bản. Theracom là bộ lọc carbon hoạt tính, được thiết kế và sản xuất với kết cấu ô lưới. Cấu trúc này cho phép luồng không khí được lọc nhiều nhất với diện tích bề mặt tiếp xúc lớn. Theracom được sản xuất theo công nghệ mới nhất của Nhật Bản, giúp hấp thụ tối đa khí độc hại, mùi hôi thối và làm sạch không khí trong nhà rất hiệu quả. Cuộc sống của bạn không cần đến những mùi độc hại này. Mình đang cầm ở trên tay một cái cục đen nhẹm, rất là nhỏ gọn mà nhẹ nữa. Nhưng mà nó lại là cả một cái bộ lọc không khí luôn đó mọi người. Cực kỳ rất là hữu ích và hay, mọi người xem nhé. Video này mình quay vào ngày 20 tháng 3, lúc này là mình vẫn đang ở nhà cũ luôn này. Từ cái lúc đó tới nay là đã ngót 3 tuần rồi. Mình đã đủ thời gian để mà mình kiểm chứng xem là nó có hiệu quả hay không, mình mới lên video cho mọi người. Cái thứ cực kỳ hay ho này là của Theracom Nhật Bản và thực chất nó là một cái bộ lọc không khí sử dụng carbon hoạt tính. Nó không có mùi và cực kỳ là an toàn luôn nhá. Còn ở nhà cũ là mình đã đặt một cái ở nhà bếp, một cái trong phòng mình và một cái ở trong toilet và đi qua nhà mới thì mình cũng bưng theo. Thật ra là sau khi mình đặt 2 ngày thôi á là toàn bộ mùi trong nhà mình á, nhất là cái mùi của thú cưng thì nó bay sạch hết rồi. Cái này nó có 3 loại, loại mà mình ưng ý nhất á là loại dành cho những cái bạn mà nuôi thú cưng giống như mình. Loại thứ hai là dành cho khu vực bếp hoặc là phòng ngủ. Loại thứ ba là dành cho những cái mùi sân mới hoặc là tủ giày, trong xe hơi hoặc là những cái mùi chất hữu cơ độc hại này. Những bạn nào mà nuôi thú cưng á, kiểu nào trong nhà cũng sẽ có mùi, hãy thử một cái em này nhé. Còn mà nhà ai có một cái tủ giày như thế này thì mọi người đều biết cái mùi đặc trưng của nó rồi đó. Để một cái cục như thế này ở trong tủ giày, mỗi lần mở tủ giày ra là không có nghe thấy mùi nữa luôn mọi người. Thưa quý vị, trong phần nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng suy ngẫm về chủ đề sức mạnh của lòng lương thiện. Vào một ngày chủ nhật của năm 1880, tại tiểu bang Pennsylvania, nước Mỹ, một cô gái nhỏ với dáng vẻ thất vọng đứng gần cửa ra vào của nhà thờ, nơi cô bị đẩy ra vì trong đó đã quá đông. Cô không thể tham dự lớp học chủ nhật của nhà thờ. Lúc đó, một vị mục sư đi ngang qua nhìn thấy cô bé. Ông đặt cô bé lên vai mình rồi len lỏi vào trong. Rất khó khăn, cuối cùng cũng tìm được một chỗ ngồi trong góc tối cho cô bé. Cách một ngày sau đó, vị mục sư lại nhìn thấy cô bé. Vị mục sư an ủi cô. Đợi đến lúc gom đủ kinh phí, ta nhất định sẽ xây dựng một lớp học chủ nhật to hơn nữa. Mãi cho đến khi vị mục sư lại nhìn thấy cô bé lần nữa, cô bé đang mắc bệnh nặng và không bao lâu sau cô bé qua đời. Sau khi làm những thủ tục mai táng cuối cùng, gia đình nhà cô bé đã đưa cho vị mục sư một chiếc ví tiền nhỏ vừa sờn rách vừa cũ nát. Bên trong có 57 đồng xu. Và khoảng cuối thế kỷ thứ 19, đó là số tiền lớn đối với một gia đình nghèo nàn như nhà cô bé. Gia đình nhà cô bé đã nói với mục sư rằng đó là số tiền cô bé tiết kiệm trong 2 năm với tình yêu trong sáng. Cô bé hy vọng với số tiền này sẽ giúp xây dựng một nhà thờ to hơn chút nữa để có thêm nhiều trẻ em được đến học vào ngày chủ nhật. Khi mục sư biết được những điều đó, ông mang chiếc ví rách với 57 xu lên bục giảng kinh. Ông kể lại câu chuyện về cô bé khiến cho tất cả mọi người vô cùng xúc động. Nhà thờ này đã quyết định huy động quyên góp tiền từ 57 đồng xu. Rất nhanh đã có thể huy động được 250 USD. Một vài năm sau đó, 57 đồng xu của cô bé đã huy động được đến 30.000 USD. Nhà thờ đã quyết định mua mảnh đất để xây dựng nhà thờ lớn hơn, nhưng tiền đất đã lên tới 30.000 USD và không còn đủ tiền xây dựng được. Lúc này, vị mục sư nghĩ đến tâm nguyện của cô bé không thể vì vấn đề này mà khiến cho việc xây dựng nhà thờ bị hoãn lại. Do đó, ông quyết định đi tìm chủ đất trình bày rõ lý do. Chủ đất trước đây chưa từng đến nhà thờ nghe xong câu chuyện đã rất cảm động và nói với vị mục sư rằng giá bán đất là 25.000 USD, đồng thời sẽ chấp nhận số tiền 57 xu làm tiền đặt cọc. Sau đó, chủ đất đã tặng lại 57 đồng xu đó cho nhà thờ. Qua một thời gian,
Khi vị mục sư trở về nhà vào buổi tối, phát hiện trong nhà có rất nhiều người, thì ra mọi người đã lại góp được 10.000 USD. Khi bạn đến thăm thành phố Philadelphia, hãy đến thăm nhà thờ Temple Baptist, nơi có thể chứa tới 3.300 người. Và cũng đừng quên ghé thăm Đại học Temple, Bệnh viện Good Samaritan và lầu học chủ nhật, bạn sẽ thấy rõ ước mơ tâm nguyện của cô bé đã thành sự thật. Tất cả đều được xây dựng lên từ 57 đồng xu của cô bé. Điều đó là minh chứng cho sức mạnh từ tấm lòng lương thiện. Đến thăm một trong các phòng ở tòa nhà trường học ngày chủ nhật này, bạn sẽ nhìn thấy có treo bức ảnh dễ thương của cô bé nhỏ đã hiến tặng 57 xu cho nhà thờ Hattie Mae Wyatt. Quý vị nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Và theo như chúng tôi được biết, luyện tập khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn cũng là một phương pháp không chỉ giúp chúng ta có được tâm thuần tịnh mà còn mang lại sức khỏe thể chất và tinh thần. Với 5 bài công pháp nhẹ nhàng, đẹp mắt, dễ học, phù hợp với nhiều lứa tuổi, quý vị có thể tự tập luyện tại nhà cùng gia đình để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng. Đường link hướng dẫn đọc sách và luyện công chúng tôi có gắn trên màn hình. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho chúng ta giảm áp lực trong cuộc sống cũng như luôn có được sự tĩnh tại trong tâm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn hành trình tương lai để cập nhật tin tức mỗi ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!